120 bức tranh, ảnh và thư pháp hoa sen nghệ thuật với chủ đề Ơn nghĩa sinh thành đang được triển lãm đến ngày 17 tháng 8 tại Trung tâm Thương mại Gigamon, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những tác phẩm tâm huyết của các tác giả, nhiếp ảnh gia nổi tiếng sáng tác về hoa sen nhân mùa Vu Lan năm nay. Đặc biệt trong đêm 17 tháng 8, chương trình nghệ thuật cùng tên Ơn nghĩa sinh thành sẽ được tổ chức với danh ca Ngọc Sơn, Phương Dung, Giao Linh, Họa Mi, danh hài Chí Tài, mang đến những ca khúc ý nghĩa về đấng sinh thành tại sân khấu Sài Gòn tonight.